Mến chào các em, rất vui được gặp các em trong chương trình buổi học ngữ văn lớp 12 ngày hôm nay. Ở học kỳ 2, chúng ta đã học các tác phẩm văn học như sau. 1. Đó là tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài. 2. Là tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân. 3. Tác phẩm Rừng Sà Nu của Nguyễn Trương Thành. 4. Tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. Và cuối cùng là tác phẩm kịch Hồn Trương Ba Gia Hàng Thịt của Lưu Quang Vũ. Thì trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em ôn thi học kỳ 2 với tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân. Trong bài học ngày hôm nay, nội dung ôn tập của chúng ta gồm có các nội dung như sau. 1. Là chúng ta sẽ đi tổng hợp lại kiến thức cơ bản bài Vợ nhặt. 2. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu những dạng đề thi liên quan đến bài Vợ nhặt. 3. Cô sẽ hướng dẫn các em giải một số dạng đề theo hướng đề thi minh họa. Và 4 là một số bài tập về nhà nhặt chúng ta cần nắm cho cô ở phần khái quát chung, đó là tác giả Kim Lân và tác phẩm Vợ nhặt. Thứ nhất, chúng ta đi vào tác giả Kim Lân. Ở tác giả Kim Lân, các em cần nắm cho cô thứ nhất, đó là Kim Lân sinh năm 1920, mất năm 2007, tên khai sinh là Nguyễn Văn Tài. Ông là một trong những nhà văn hiện thực xuất sắc của nền văn học Việt Nam ở thế kỷ 20. 2. Kim Lân là cây bút chuyên viết truyện ngắn. Ông thường viết về đề tài người nông dân và ở nông thôn. Thứ ba, đó là tác giả của truyện ngắn kinh điển như truyện ngắn Nên Vợ Nên Chồng năm 1955, tập truyện ngắn Con Chó Xấu Xí năm 1962. Thứ hai là chúng ta sẽ đi tìm hiểu đôi nét về tác phẩm Vợ nhặt. Ở tác phẩm Vợ nhặt, chúng ta cần nắm cho cô. Thứ nhất, Vợ nhặt là truyện ngắn xuất sắc nhất của Kim Lân, in trong tập Con Chó Xấu Xí năm 1962. Tiền thân của truyện là tiểu thuyết Sớm Ngủ Cư. Tác phẩm được viết sau cách mạng tháng 8 nhưng còn dang dở và bị mắc phản thảo. Sau khi hòa bình lặp lại vào năm 1954, tác giả đã dựa vào cốt truyện cũ để viết truyện ngắn Vợ nhặt. Đó là phần khái quát chung. Chúng ta đến phần thứ hai, đó là đọc hiểu văn bản. Trong phần đọc hiểu văn bản thì các em cần nắm cho cô ở các nội dung như sau. Trước tiên, đó là cái nhan đề Vợ nhặt. Thì ở nhan đề Vợ nhặt thì chúng ta cần nắm cho cô. Vợ nhặt là vợ lượm, một thứ vợ cho nhặt nhạnh hay lượm lặt mà có, không phải vợ cưới. Kim Lân đã cắt nghĩa nhặt tức là nhặt nhạnh, nhặt vu vơ. Hai chữ vợ nhặt được tạo ấn tượng, kích thích sự chú ý của người đọc. Đây không phải là cảnh lấy vợ đàng hoàng, có ăn hỏi, có cưới xin theo phong tục truyền thống của người Việt, mà là nhặt được vợ. Như vậy, cái thiên liêng là vợ đã trở thành cái rẻ rúng là nhặt. Cái tên Vợ nhặt đã cung cấp cho người đọc theo dõi một tình huống độc đáo. Nội dung thứ hai mà chúng ta cần tìm hiểu đó là tình huống truyện. Tình huống truyện độc đáo của truyện được bộc lộ ngay ở trong nhan đề Vợ nhặt. Một thứ vợ do nhặt nhạnh, nhặt vu vơ mà có được, chứ không phải vợ cưới. Đây là một tình huống vừa kỳ quặc, vừa oái âm, vừa vui mừng, vừa bi thảm. Trong lúc mọi người đang đói quay quất, lo nuôi thân cùng chẳng sân, chàng lại dám mèo bồng. Một anh nông dân xấu trai, nghèo sơ nghèo xác, lại là dân ngụ cư bị khinh bỉ. Bỗng nhiên có vợ theo về, không quen biết, cũng chẳng cần đến ăn hỏi hay cưới xin, chỉ cần mấy lời tầm phơ tầm phào và bốn bát bánh đúc mà có vợ. Qua tình huống truyện, chúng ta thấy cái giá của con người thật rẻ rúng. Ngoài ra, tình huống truyện còn đã làm nổi bật thêm một sự thật thê thảm của người nông dân trước cách mạng, đó là nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu năm 1945. Cái sự thật bi thảm đó hắt bóng đen lên từng trang viết, ám ảnh từ đầu đến cuối tác phẩm. Tình huống truyện Vợ nhặt dấu giàu giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo. Và một cái thứ ba đó mà chúng ta cần, đó là bối cảnh truyện. Bối cảnh hiện thực của truyện ngắn là nạn đói mùa xuân Ất Dậu năm 1945, một trong những thời kỳ đen tối trong lịch sử dân tộc. Cái đói đã tràn vào xóm chợ của những người ngụ cư từ lúc nào, làm đảo lộn cảnh sinh hoạt của xóm nhỏ tồi tàn ấy. Kim Lân đã dựng lên một bức tranh ảm đạm, xám xịt bao trùm lên xóm ngụ cư. Người sống thì xanh xám như những bóng ma và nằm ngổn ngang khắp liều chợ. Một không khí chết chóc thê thảm bao trùm lên xóm ngụ cư. Người chết như ngã rạ. Không buổi sáng nào người trong làng đi chợ, đi làm đồng không gặp ba bốn cái thây nằm còng queo bên đường. Không khí vẫn mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi dây của xác người. Một trong những thành phần không thể thiếu trong tác phẩm Vợ nhặt đó chính là hệ thống các nhân vật,
Để ở đây chúng ta cần nắm cho cô các ba hệ thống nhân vật như sau. 1. Đó là nhân vật tràng. 2. Nhân vật người vợ nhặt. Và 3. Là nhân vật bà cụ tứ. Chúng ta sẽ đi vào phân tích nhân vật đầu tiên, đó là nhân vật tràng. Thì ở nhân vật tràng thì em cần nắm cho cô một vài cái nội dung như sau. Thứ nhất, đó là các hoàn cảnh của tràng. Cái thứ hai, đó là cái tính tình của anh tràng. Cái thứ ba, đó là lòng yêu thương, khao khát hạnh phúc và trách nhiệm của nhân vật tràng. Thì chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, đó là hoàn cảnh nhân vật tràng. Hoàn cảnh thì tràng nhà nghèo, sống cùng với mẹ già. Thân phận là dân ngụ cư. Nghề nghiệp là kế xe thóc thuê cho liên đoàn. Ngoại hình thì xấu xí, thô kệch. Hai con mắt gà gà, cái đầu thì trọc nhặn, lưng to như lưng gấu. Lại sống trong một cái hoàn cảnh, đó là nạn đói hoành hành năm 1945. Và ở tràng họ tụ đủ tất cả các yếu tố không đủ điều kiện để lấy vợ. Mặc dù thế, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng về cái tính tình của nhân vật tràng thì là một cái tính tình rất là vô tư. Và cái sự vô tư này nó thể hiện rõ ở hai nội dung như sau. Một, đó là hay chơi đùa cùng đám trẻ con mỗi khi đi làm về. Và chuyện lấy vợ cũng quyết định trong chốc lát. Và thứ ba mà chúng ta cần tìm hiểu, đó là cái giàu lòng thương người của nhân vật tràng. Giàu lòng thương người này nó được thể hiện qua hai lần gặp gỡ nhân vật thị. Thứ nhất, ở lần đầu gặp thị thì tràng chỉ có ý hò vui cho đỡ nhọc. Nhưng đến lần thứ hai gặp thị thì tràng mời thị ăn bánh đúc. Có về với tớ thì ra quân hàng lên xe rồi về. Thì lúc bây giờ là dẫu có cái ý nghĩ là thúc dạo này đến nỗi thân mình chặt cũng chả biết có nuôi nổi nhau không, lại còn đề vòng. Nhưng sau đó thì tràng chặt lưỡi, kệ. Và tất cả những yếu tố đó cho chúng ta thấy được, đó là trước cái đói và cái chết cận kề, tràng vẫn đón nhận và sẵn sàng sẻ chia. Và ý thứ tư, đó là một trong những ý thể hiện rõ nhất cái khao khát hạnh phúc của nhân vật tràng. Nó được thể hiện rõ ở ba nội dung. Thứ nhất, đó là trên đường về nhà. Thứ hai là khi về đến nhà. Và cuối cùng, đó là sáng hôm sau khi có vợ. Trên đường về nhà thì mặt tràng phấn khởi, vênh lên tự đắc, miệng thì cụm tủm tỉm cười, mắt sáng lên lấp lánh. Khi về đến nhà thì tràng xăm xăm bước vội vào nhà, thu dọn niêu bát bừa bộn, lén nhìn trộm thị rồi tủm tỉm cười, sốt ruột mong ngóng mẹ về. Và khi nhận được sự đồng ý của mẹ, tràng thở phào nhẹ nhõm. Và sáng hôm sau khi có vợ thì cái cảm giác bên trong êm ái lững lơ như người trong mộng đi ra. Cảm giác bên ngoài thì một cái gì mới mẻ lạ lắm chưa từng thấy. Và khi có vợ thì tràng thấy mình có tinh thần trách nhiệm hơn. Đó là tràng nghĩ đến việc sinh con đẻ cái ở ngôi nhà này. Tràng muốn làm một việc gì để tu sửa lại căn nhà. Tràng thấy có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này. Tràng cảm thông và thấu hiểu với nỗi lòng của mẹ với món chè khoáng. Tràng tỏ ra ngoan ngoãn với mẹ khi nghe bà bàn về chuyện sau này. Và tất cả những yếu tố đó cho chúng ta thấy là tràng thấy tràng lên người. Và ý cuối cùng, đó là dự cảm đổi đời. Thì ở nhân vật tràng, cái dự cảm đổi đời thể hiện rõ hai nội dung. Thứ nhất, tràng thấy ăn hận, tiếc rẻ vẫn vơ khi trước không theo phá khô thóc. Và thứ hai, vẫn trong óc tràng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Và với chi tiết này, nó đưa ra chúng ta hai cái mở ra hai cái kích. Và trong cái ý này, nó thể hiện rõ hai cái nội dung. Thứ nhất, nó nhen nhóm một cái niềm tin trong lòng tràng. Và cái thứ hai, đó là nó thể hiện, đó là một cái kích mở, một cái tín hiệu đổi đời. Đó là nhân vật tràng. Đến nhân vật thứ hai, đó là nhân vật người vợ nhặt. Thì ở cái nhân vật này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các cái ba nội dung như sau. Một, đó là cái hoàn cảnh. Cái thứ hai, đó là sự cùng đường liều lĩnh để chúng ta thấy được sự rẽ rúng của con người trong nạn đói năm 1945. Mặc dù thế thì họ vẫn mang những vẻ đẹp tâm hồn. Chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, đó là hoàn cảnh. Thì hoàn cảnh của nhân vật người vợ nhặt, đó là không tên, không tuổi, không quê quán họ hàng. Thứ hai, đó là không nhà, không người thân, không nghề nghiệp. Thứ ba, đó là không nhan sắc, với khuôn mặt lưỡi cày, quần áo rách rưới, thân hình gầy nhom. Và có thể nói, người đàn bà vô danh trong số những chiếc người vô danh trôi nổi giữa nạn đói năm 1945.
Về cùng đường liều lĩnh, thì cùng đường liều lĩnh để thể hiện rõ ở hai lần gặp Tràng. Thứ nhất, ở lần đầu khi nghe câu hò của Tràng, thị đã công cớn rồi lại ton ton đẩy xe. Ở lần thứ hai gặp Tràng thì thị đã thứ nhất sầm sập chạy đến, thứ hai là sưng sỉa trước mặt Tràng, điêu người thế mà điêu. Khi được cái ăn thì mắt sáng lên, xà xuống, cắm đầu ăn một chặp bốn bát bánh đúc mà không chuyện trò gì. Thứ tư đó là theo Tràng về làm vợ chỉ với bốn bát bánh đúc, hai hàu dầu, một thúng cơm. Điều đó chúng ta thấy rõ được sự dễ dãi và hời hợt của nhân vật. Mặc dù thế thì chúng ta thấy ở phía sau cái vẻ chao chát đó là một lòng ham sống mãnh liệt, theo Tràng để có cái ăn mà không phải do dự, vân vân. Và cái người phụ nữ, người vợ Nhật, và người vợ Nhật cũng mang một cái vẻ đẹp tâm hồn. Và cái vẻ đẹp tâm hồn này được thể hiện là trên đường về nhà chồng, khi về đến nhà chồng và sáng hôm sau khi có chồng. Thứ nhất là trên đường về nhà chồng thì thị ý tứ đi sau Tràng, rón rén e thẹn trước sự xăm soi của mọi người, ngượng nghịu chân nọ bước chiếu vào chân kia, và cuối cùng đó là cái nón rách tàn che khuất đi nửa mặt khi về đến nhà chồng. Thì thứ nhất, mẹ thị nén tiếng thở dài khi nhìn cảnh nhà ngồi mớm ở mép giường, cho thấy sự dè dặt và nữ tính. Chào hỏi mẹ chồng cho thấy sự lễ phép và đúng mực. Và đến ngày sáng hôm sau thì thị dậy sớm cùng mẹ quét dọn nhà cửa. Bữa cơm ngày đó chỉ với ít cháo loãng, muối rau chuối, cháo cám. Chèo khoáng, hai mắt thị tối lại khi nhận ra đó là cám. Tủi hờn cho hoàn cảnh thì cố điềm nhiên vào vào miệng. Và đây chính là cái sự ý nhị tinh tế trong cách ứng xử của nhân vật thị. Còn cái nhân vật tiếp theo mà chúng ta cần tìm hiểu đó là nhân vật bà cụ Tứ. Thì ở nhân vật bà cụ Tứ chúng ta đi tìm hiểu bốn khía cạnh. Thứ nhất là hoàn cảnh, thứ hai là tình thương con, thứ ba là tình thương người, và cuối cùng là sự gieo niềm tin cho con. Thứ nhất, chúng ta sẽ đi vào hoàn cảnh của bà cụ Tứ. Nhà nghèo, mất chồng, sống cùng với đứa con trai. Thân phận là dân ngụ cư. Ngoại hình là dáng đi lộng khổng, vừa đi vừa cúng hắn ho trong buổi chiều chạng vạng. Cái đặc điểm thứ hai đó là thương con. Tứ được thể hiện tình thương con của bà cụ Tứ được tác giả Kim Lân miêu tả với các tâm trạng diễn biến khác nhau. Đầu tiên, thứ nhất đó là sự ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì thái độ ríu rít khác lạ của Tràng và sự có mặt của người đàn bà xa lạ, khiến bà thất vọng mà đứng lại băn khoăn với nhiều câu hỏi. Thứ hai đó là sự cúi đầu nín lặng khi hiểu ra nhiều điều, vừa ai oán: trời ơi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi. Thứ hai đó là xót thương cho con, người ta có gặp bước khó khăn mới lấy đến con mình. Mừng lòng vì con mình đã cưới được vợ, và cuối cùng đó là lo lắng băn khoăn cho tương lai hai đứa sau này. Thương người, cảm thương cho tình cảnh của người con dâu: chúng mày lấy nhau lúc này u thương quá. Chấp nhận nàng dâu mới, gọi con xưng u dẫu trong hoàn cảnh đói kém, và cố lén giấu những giọt nước mắt. Thứ ba tư đó là gieo niềm tin cho con. Trước những khó khăn phía trước, bà lão động viên hai con bằng câu nói: ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Về ngày mới thì với những cái khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, và cụ Tứ với cảnh quét dọn sân nhà cửa, sân vườn được quét dọn, với bữa ăn đầu ít ỏi nhưng vẫn vui vẻ và đầm ấm, với toàn chuyện vui, toàn chuyện sung sướng về sau, với món chè khoáng mà khói nhà không có, cho những tiếng khóc tỉ tê còn văng vẳng, mùi xác chết vẫn còn đó, tiếng trống thúc thuế vẫn dội lên dồn dập và vội vã. Thứ năm đó, chúng ta đi tìm hiểu về cái giá trị tác phẩm. Thì ở giá trị tác phẩm thì chúng ta sẽ có hai phần nội dung cụ thể, đó là giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo. Về mặt giá trị hiện thực, đó là thông qua số phận nhân vật, tác giả Kim Lân đã phơi bày cảnh sống tối tăm, cùng khổ và bất hạnh của những người bị áp bức. Thứ hai đó là thể hiện rõ cái hình ảnh của nạn đói năm Ất Dậu năm 1945. Về giá trị nhân đạo, nó được thể hiện rõ đó là sự cảm thông sâu sắc của nhà văn đối với những số phận bất hạnh của Tràng, của bà cụ Tứ và cả người vợ Nhật.
Thứ hai, tố cáo tội ác của bọn thực dân, bọn phát xít qua cái đói năm Ất Dậu. Thứ ba là sự phát hiện và trân trọng những phẩm chất tốt đẹp của người dân ngụ cư, sự khao khát vươn lên trên cái chết mà vui, hy vọng, hướng đến sự sống và hạnh phúc gia đình. Và cuối cùng đó là khả năng cách mạng của người dân cùng khổ như Tràng và người vợ Nhặt. Thì đây là tất cả những cái kiến thức mà cô đã thông qua ở bài vợ Nhặt của tác giả Kim Lân. Đến phần thứ hai, đó là chúng ta đến các cái dạng đề thi liên quan đến bài vợ Nhặt của Kim Lân. Và thì ở trong cái phần là chúng ta có các dạng đề như sau. Một, đó là cảm nhận, phân tích về hình tượng nhân vật. Thì ở đây, cái dạng đề này thì chúng ta có thể có những cái dạng đề như sau. Đó là anh chị hãy phân tích tâm trạng của bà cụ Tứ trong truyện ngắn cùng tên của Kim Lân. Hoặc là phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn cùng tên của Kim Lân. Hoặc là phân tích nhân vật người vợ Nhặt. Đây là dạng 1, đây là cái dạng đề thông thường. Ở cái dạng đề thứ hai mà chúng ta thường hay nhận thấy ở trong cái bài vợ Nhặt, đó là cảm nhận về đoạn trích trong bài vợ Nhặt. Thì ở cái phần đoạn trích trong bài vợ Nhặt thì ở đây cô có các cái ví dụ như sau. Một là cảm nhận đoạn trích bữa cơm ngày đói trông thật thảm hại, ba chấm, đến lá cờ đỏ bay phất phới. Cảm nhận đoạn trích bà lão cúi đầu nín lặng, chúng mày về sau. Ở ví dụ 2, đó là cảm nhận tâm trạng của bà cụ Tứ qua đoạn trích ngoài ngõ có tiếng người hú hắn ho cho đến nước mắt chảy xuống ròng ròng, vân vân. Ở cái dạng đề thứ 3 mà chúng ta dễ dàng nhận thấy, đó là cái dạng đề chứng minh nhận định về tác phẩm, một nhận định về nhân vật. Thì ở đây cô có một cái ví dụ, đó là một cái chứng minh về nhận định về một cái nhân vật. Đó là về nhân vật người vợ Nhặt trong truyện ngắn vợ Nhặt của Kim Lân. Có ý kiến cho rằng đó là một người phụ nữ liều lĩnh, hiếu tầm tôn trọng. Ý kiến khác thì khẳng định đó là một người phụ nữ tự trọng, có ý thức về phẩm giá của mình. Từ cảm nhận của mình về hình tượng nhân vật người vợ Nhặt, anh chị hãy bình luận các ý kiến trên. Đó là dạng đề số 3. Ở dạng đề thứ 4, đó là dạng đề so sánh khoa học. Thì ở đây cô cũng có một cái ví dụ, đó là chúng ta có thể là so sánh trong cùng một cái chủ đề. Ví dụ như là ở truyện vợ Nhặt thì chúng ta có thể so sánh với những chuyện cùng chủ đề. Ví dụ như là chúng ta so sánh bà cụ Tứ với người đàn bà hàng chài để chúng ta thấy rõ được cái tình mẫu tử. Hoặc là chúng ta so sánh về cái hình tượng nhân vật Mỹ với cái hình tượng nhân vật người vợ Nhặt. Hay là nhân vật Tràng với nhân vật A Phủ chẳng hạn. Thì ở cái dạng đề thứ 4 là như thế. Ở cái dạng đề tiếp theo đó là dạng đề liên hệ thực tế. Thì ở dạng đề liên hệ thực tế thì cô cũng có một cái ví dụ mà chúng ta có thể theo dõi. Chẳng hạn như người ta yêu cầu chúng ta phân tích nhân vật bà cụ Tứ, sau đó liên hệ tới tình mẫu tử trong cuộc sống ngày nay, hoặc liên hệ tới vẻ đẹp của người phụ nữ xưa và nay. Phân tích dạng đề thứ 6 là dạng đề người ta có thể yêu cầu chúng ta phân tích tình huống truyện hoặc là giá trị nhân đạo và giá trị hiện thực của tác phẩm. Và chúng ta đến phần số 3, đó là một số đề tham khảo và cô sẽ hướng dẫn cách giải. Thì ở đây cô có một cái đề, đó là trong truyện ngắn vợ Nhặt, nhà văn Kim Lân hai lần miêu tả cung cách ăn uống của người vợ Nhặt. Chiều hôm trước khi được Tràng đồng ý đãi bánh đúc ở ngoài chợ, thế là thị ngồi xà xuống ăn thật, thị cắm đầu ăn một chặt bốn bát bánh đúc liền chẳng chuyện trò gì. Và sáng hôm sau khi nhận bát chè khoáng từ mẹ chồng, người con dâu đón lấy cái bát đưa lên mắt nhìn, hai con mắt thị tối lại, thị điềm nhiên và vào miệng. Kim Lân, ngữ văn 12 tập 2, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Phân tích hình tượng người vợ Nhặt trong hai lần miêu tả trên, từ đó làm nổi bật sự thay đổi của nhân vật này. Thì với dạng đề này chúng ta sẽ tiến hành phân tích như sau. Thứ nhất, đó là chúng ta sẽ phần ở phần mở bài thì chúng ta sẽ đi giới thiệu luận đề và chúng ta sẽ dẫn luận đề. Vậy thì chúng ta cần xác định rõ luận đề ở đây là cái gì. Vậy thì giới thiệu luận đề thì ở trong phần giới thiệu luận đề này chúng ta phải được cái tác giả Kim Lân, chúng ta phải giới thiệu được tác phẩm vợ Nhặt. Và ở cái phần luận đề đó chính là sự thay đổi của nhân vật thị trong hai lần tác giả miêu tả cung cách ăn uống. Thì đây đến phần thứ hai, đó là phần thân bài. Thì ở phần thân bài chúng ta nhớ là chúng ta có ba luận điểm và chúng ta phải đi khai thác từng luận điểm một. Ở đây cô sẽ đến phần luận điểm một, đó là giới thiệu khái quát về tác giả Kim Lân, tác phẩm vợ Nhặt.
Thì chúng ta có thể giới thiệu một cách ngắn gọn về tác giả Kim Lân và tác phẩm vừa nhạc như sau. Kim Lân sinh năm 1920, mất năm 2007, tên khai sinh là Nguyễn Văn Tài, quê ở làng Phù Lưu, tỉnh Bắc Ninh. Kim Lân là cái bút chuyên viết về truyện ngắn về người nông dân là quê Việt Nam. Ông viết về cuộc sống và con người nông thôn bằng tình cảm và tâm hồn của một con người vốn là con đẻ của đồng ruộng. Ở tác phẩm chính đó là Nên Vợ Nên Chồng, Con Chó Xấu Xí. Cái thứ hai đó là Vợ Nhặt, được viết năm 1955, được in trong tập truyện ngắn Con Chó Xấu Xí năm 1962. Truyện ngắn có tiền thân là tiểu thuyết Sớm Muộn Cư. Tác phẩm viết sau cách mạng tháng 8 nhưng còn dang dở và bị mất bản thảo. Sau khi hòa bình lập lại năm 1954, tác giả dựa vào cốt truyện cũ đặt tên là Vợ Nhặt. Đó là chúng ta đi khai thác cái luận điểm 1. Ở cái luận điểm 2 thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đi phân tích. Vậy thì đây là cái bài mà người ta yêu cầu chúng ta phân tích về nhân vật người vợ nhặt. Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu thứ nhất, đó là cái lai lịch ngoại hình của người vợ nhặt. Chúng ta lưu ý là khi tác giả yêu cầu chúng ta phân tích về cái nhân vật thì chúng ta phải có được cái lai lịch của ngoại hình cũng như là cái hoàn cảnh của nhân vật. Thì ở đây chúng ta có thể giới thiệu như sau. Thị là một cô gái không tên, không gia đình, không quê hương, bị cái đói bị đẩy ra lề đường, có một số phận nhỏ nhoi đáng thương, quần áo tả tơi như tổ đĩa, gầy sợ, khuôn mặt lưỡi cày xám xịt chỉ còn hai con mắt. Trong nạn đói khủng khiếp, thân phận con người trở nên hết sức vô nghĩa. Và cái thứ hai mà chúng ta phân tích đó chính là sự thay đổi của nhân vật Thị trong hai lần tác giả miêu tả cung cách ăn uống. Vậy thì ở cái phần này khi chúng ta nói về cung cách ăn uống thì nó có hai phần, vậy thì chúng ta sẽ đi phân tích từng phần. Thứ nhất là ở cái cung cách ăn uống lần thứ nhất. Ở lần thứ nhất này thì chúng ta chú ý cho cô là ở cái hoàn cảnh đó là người vợ nhặt bị bỏ đói nhiều ngày, gặp tràn thì không ngần ngại ăn liền một lúc bốn bát bánh đúc, không hề ngủ mật. Hành động xà xuống ăn thật, ăn một chập bốn bát bánh đúc, không ngẩng mặt trò chuyện. Hành động đó cho thấy Thị là một người trôi trản. Cái đói đã làm mất không chỉ nhân hình mà cả nhân tính, phẩm giá của con người, của nhân vật. Hành động đó đã làm mất đi cái duyên dáng, cái tế nhị của một người phụ nữ. Nhưng hành động đó cũng cho thấy Thị là người có khao khát sống mãnh liệt, dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn đến cùng cực, nhưng khao khát được sinh tồn vẫn chưa lúc nào thôi cháy bỏng. Và ở cái cung cách ăn uống lần thứ hai thì chúng ta sẽ thấy rõ đó là hoàn cảnh, đó là khi Thị đã trở thành vợ của anh chàng, nhận bát đồ ăn từ tay mẹ chồng. Hành động của Thị được thể hiện rõ, mắt tối lại, điềm nhiên và bắt chèo khoáng vào miệng. Hành động đó cho chúng ta thấy được một điều, đó là sự lo lắng, buồn bã vì hoàn cảnh cuộc sống vẫn không thay đổi. Nhưng ngay sau đó, người vợ nhặt lấy lại tinh thần, điềm nhiên đưa bát cháo khoáng vào miệng ăn ngon lành. Hành động này chứng minh hai điều. Thứ nhất, đó là chấp nhận hiện thực. Thứ hai, chính là thể hiện niềm tin vào tương lai, chấp nhận sự gánh vác, sẻ chia với gia đình mới của mình. Đồng thời cũng cho chúng ta thấy tấm lòng đồng cảm, thị hiếu, tấm lòng của người mẹ nghèo đối với mình. Và một nội dung cuối cùng của phần luận điểm 2 đó là chúng ta sẽ đi nhận xét về sự thay đổi qua hai lần miêu tả của tác giả về cái cung cách ăn uống của nhân vật Thị. Thì ở đây chúng ta có thể tham khảo, thứ nhất đó là sự táo bạo trơ trẽn của Thị trong lần đầu tiên là sản phẩm của cuộc sống nghèo đói lang thang cơ cực chứ không phải là bản chất của người phụ nữ ấy. Thứ hai, sự thay đổi của Thị trong lần thứ hai là một hệ quả tất yếu. Có một mái ấm gia đình thì lại trở về với chính mình, là một người phụ nữ có khát vọng sống mãnh liệt, niềm tin vào tương lai tươi sáng. Hành động trong lần thứ hai của Thị đã cho chúng ta thấy tình người, khát vọng sống của con người là vô cùng mãnh liệt. Cái đói âm mưu bèo bọt hóa, tha hóa con người, nhưng nhất định con người không bị tha hóa. Vì trong cuộc sống, họ còn ước mơ, họ khát vọng, họ có tình yêu thương. Và đến phần cuối cùng của chúng ta đó là phần luận điểm 3, đó là đánh giá chung về giá trị nghệ thuật và giá trị tư tưởng. Thì ở phần này chúng ta có thể xây dựng được về nghệ thuật. Về nghệ thuật, tác giả đã xây dựng được tình huống truyện độc đáo và tràn nghèo, xấu, lại là dân ngụ cư, giữa lớp đói khát nhất, khi cái chết cận kề lại nhặt được vợ, có vợ theo. Tình huống éo le này là đầu mối cho sự phát triển của truyện, tác động đến tâm trạng, hành động của các nhân vật và thể hiện chủ đề của truyện. Cách kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn, dựng cảnh sinh động, có nhiều chi tiết đặc sắc.
Nhân vật được khắc họa sinh động, rất là hấp dẫn, ấn tượng, thể hiện tâm lý tinh tế. Ngôn ngữ thì mộc mạc, giản dị nhưng chất lọc và giàu sức gợi. Phần giá trị tư tưởng hay nói là tưởng đó chính là phần ý nghĩa văn bản. Tố cáo tội ác của thực dân Pháp, phát xít đã gây ra nạn đói khủng khiếp năm 1945 và khẳng định ngay trên bờ vực của cái chết, con người vẫn hướng về sự sống, tin tưởng ở tương lai, khao khát tổ ấm gia đình và yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Và cuối cùng của chúng ta đó chính là phần kết bài. Ở phần kết bài chúng ta cần phải có từ nhận dạng, đó là từ tóm lại, và chúng ta nêu được cái hướng phát triển của luận đề. Thì ở đây cô có một cái bài tập về nhà và các em sẽ thực hiện cái bài tập này cho cô. Cái đói đã tràn đến xóm này từ lúc nào? Những gia đình từ những vùng Nam Định, Thái Bình đợi chiếu lũ lượt bồng bế dắt dưới nhau lên xinh xắn như những bóng ma và nằm ngổn ngang khắp liều chợ. Người chết như ngã rạ, không buổi sớm nào người trong đàn đi chợ, đi làm đồng không gặp ba bốn cái thây nằm còng queo bên đường. Không khí vẫn mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi ghê của xác người. Giữa cái cảnh tối sầm lại vì đói ấy, một buổi chiều, người trong xóm bỗng thấy tràn về với một người đàn bà nữa. Mặt hắn có một vẻ gì phớ phở khác thường. Hắn tủm tỉm cười nụ một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh. Nhìn theo bóng tràn là và bóng người đàn bà lủi thủi đi về bến, người trong xóm lạ lắm. Họ đứng cả trong ngưỡng cửa nhìn ra bàn tán. Hình như họ cũng hiểu được đôi phần, những khuôn mặt hốc hác u tối của họ bỗng dưng rạng rỡ hẳn lên. Có cái gì lạ lùng và tươi mát thổi vào cuộc sống đối khác tâm tối ấy của họ. Trích Vợ Nhặt của Kim Lân, Ngữ Văn 12 tập 2. Cảm nhận của anh chị về đoạn trích trên. Từ đó nhận xét lời tâm sự của Kim Lân về ý đồ và cảm hứng sáng tác truyện ngắn Vợ Nhặt. Cái đói hành hạ tất cả mọi người nhưng không át được sức sống đơn sơ của tâm hồn họ. Thì các em hoàn thành cái bài tập này và gửi bài cho giáo viên bộ môn của giảng dạy của lớp mình. Bài giải chúng ta bài giải của cô đến đây là kết thúc. Chúc các em thi tốt.